Gái vào. Rồi, ngồi ghế luôn. Bên trái, rồi ngồi xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Chúng ta đã ngồi đối diện nhau rồi ha, cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em chào chị Tường và chào tất cả anh chị trong ngày hôm nay. Em là Viên Đình Hùng. Cái gì Hùng? Viên Đình Viên. Hùng. Viên Đình Hùng, họ Viên. Dạ vâng. Nghe cũng lạ lạ. Em quê gốc thì ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm 27 tuổi ạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đó chị. Làm ở đó được mấy năm rồi? Năm 24 đến giờ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Đang ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở với em trai của em. Hai anh em vào đây. Dạ vâng. Và ba mẹ còn ở ngoài quê. Dạ vâng, ba mẹ ngoài quê. Dạ. Mời em gái. Dạ. À, chào chị Cát Tường ạ, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Thị Quý, 26 tuổi. Nhưng giấy khai sinh của em là 94 là 25 ạ. Em hiện đang sinh sống tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Bình Dương ạ. Quê mình ở đâu cơ? Quê em ở Phước Trị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng được 4-5 năm ạ. 4-5 năm. Ở với ai? Đang ở trọ hả? Dạ đúng rồi, em ở với bạn. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Quý? Chắc em cũng như mọi người vui vẻ hòa đồng ạ. Tính tự lập cũng được. Làm việc nhà hay gì đó thì nấu ăn cũng... Thì bây giờ ở trọ mà không làm ai làm cho ăn đúng không? Dạ. Bắt buộc vô cái thế ạ. Có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu chắc em ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều? Thích ngủ. Mình đi làm giờ giấc mình sao? Dạ em thì đi trực ca, theo ca. Ca đêm thì 7:30, tối nay đến 7:30 sáng ngày mai. Vậy hả? Nhưng tối nay là em chưa được ngủ đó, giờ em về em mệt. 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Dạ đúng ạ. Rồi xong là đi quay luôn. Dạ. Để hẹn hò cũng hơi khó khăn. Dạ. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và hòa đồng, vui vẻ chút. Tất cả công việc thì em làm được hết. Còn điểm yếu của em thì nói hơi nhiều, hơi nhát xíu. Nhát mà lại nói hơi nhiều, sao nghe nó ngược từng tuần nhát hay nói ít ý nhát. Là nhát là như rồi bạn đối phương là như bạn gái gì đó. Nhát con gái thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ còn bình thường mấy người mà quen biết công việc là nói nhiều. Dạ đúng rồi, nó hơi nhiều thôi. Hơi nhiều thôi, thế nó không nhiều gì đâu. Rồi, về tình trường thì sao Quý? Dạ em quen một mối tình chính thức, còn một mối tình thì được 1-2 tháng gì đấy là không quen. Một mối tình chính thức quen được bao lâu? 5.5 ạ. Chia tay bao lâu rồi em? 6 năm ạ. 6 năm rồi. Hồi đó là đi học đó chị. Nên một người học ở cũng xa, ít ra vô. Cũng còn trẻ quá đúng không? Lúc đó còn sinh viên. Nhưng mà 6 năm nay tại sao không quen ai? Cách đây 5.5 thì cũng có quen những giống như tình bạn, rồi mình chuyển qua yêu, nhưng mà không được nên thôi. Không được. Tại khá giống như mà khi thời gian em không có dành cho bạn nhiều á. Rồi bây giờ có thời gian không? Rủi giờ có tình yêu, có thời gian chưa? Chưa, giờ chưa. Cũng chưa luôn. Sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng mà một ngày làm đêm, một ngày làm ngày hay là sao? Đêm xong rồi nghỉ 2 ngày. Thì 2 ngày đó có thể em đi học. Tại em đang học liên thông á. Có nghĩa là mình cũng có thời gian. Thời gian buổi ngày nhiều hơn buổi tối. Thời gian buổi nào cũng được. Nghĩa là cũng có thời gian rảnh dành cho người yêu mới được chứ. Còn em thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi sinh mới sinh viên thôi. Còn mới đây thì cách đây hơn 1 năm. Kiểu như là cái nhiều cái suy nghĩ nó không có được giống nhau lắm. Em suy nghĩ như thế nào, người ta suy nghĩ như thế nào mà không giống nhau, không giống nhau cái điểm nào mới được. Để mình nói ra, bây giờ mình chia sẻ để cho đối phương có thể rút kinh nghiệm được với mình những cái mối tình sau. Cái bạn đó thì kiểu là cũng chưa muốn lập gia đình. Thì với lại cũng đang còn ham chơi nhiều. Em thì như là ngày trước thì đỡ, nhưng bây giờ thì cũng lớn xíu. Thì cũng muốn là lập gia đình rồi xây dựng cái tổ ấm của mình thôi. Bây giờ em muốn ví dụ như quen nhau tìm hiểu được thì hợp lý thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chắc là 6 tháng đến 1 năm. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ hết rồi. Đầy đủ ghê vậy, đầy đủ mạnh dạng quá vậy. Đầy đủ là gì? Tiền cưới thì chắc là có rồi. Có rồi, vô đây dự định lâu thì mua nhà thì chắc cũng có dự định rồi. Có định hướng rõ ràng, ổn định ha, hợp lý. Rồi, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn đó cũng có tính tự lập tốt, thích làm việc nha. Thích làm việc nhà, cái này để hỏi em có làm việc nhà. Dạ có, em làm thường xuyên, ngày nào ăn uống thì tính em lo tới bật hết. Ta ở hai anh em trai với nhau à, đương nhiên làm anh phải làm rồi. Lo gì sợ ta làm giỏi hơn cô nữa đó cô. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Không thuốc, với lại không có thể dục thể thao. Đây bận bịu đi làm quá, có thể dục thể thao gì không? Dạ có chị. Có luôn hả? Giỏi gì? Tuần 2 trận đá banh, hút thuốc thì em không hút. Có nhậu nhẹt gì không? Dạ, nhậu nhẹt thì có, chơi chút chẳng như là công việc này như thế thôi. Ngoại giao còn... được. Dạ.
chứ còn không có lạm dụng bia nhiều. Bạn này là rất là thẳng thắn, hỏi gì là trả lời dứt khoát. Mà tôi có bạn trai mà không biết nhậu là tôi bỏ liền. Buồn lắm. Buổi tối buồn, đi cả ngày công việc áp lực mệt, chiều hai đứa ra ngồi ăn cái gì, con ốc, con đồ không? Làm cái bia đồ vui mà, chị thấy cuộc sống ok, có nghĩa mình đừng có kiểu mà bê tha say xỉn về đánh vợ đánh con thì cái đó không được. Đàn ông giờ thời buổi giờ mà không biết cái gì hết mới nó mệt đó. Nhậu nhậu sương sương như vợ thương đấy. À sương sương như vợ nó thương. Dạ. Rồi, em tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Thấp hơn em chút là được. Nhỏ nhỏ người thôi, cũng biết quan tâm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thế thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều quá. Phụ nữ ai cũng cằn nhằn hết, nhiều buồn nhiều quá thôi. Dạ. Em thanh niên mà em còn nói em nói nhiều nữa, phụ nữ phải nói nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái phụ nữ người ta không có để bụng, người ta nói hoài nhây nhưa, tại vì người ta cứ sợ là người ta nói mà bạn người bạn trai không muốn nghe. Dạ. Còn nếu như em thể hiện cho người thấy là anh nghe rồi, anh dạ, thực hiện rồi thì người ta sẽ không nói nữa. Dạ. Ngồi trong tấm hình này là ai đâu? Thôi em tìm đi, người yêu em tìm chứ chị tìm mệt quá. Em có hình không? Đâu đưa chị coi. Kiếm đi. Ảnh cao khoảng tầm 1m65 đúng không cưng? Dạ, thấp hơn xíu. Thấp hơn xíu, khoảng tầm 1m63. Mặt mày cũng sáng sủa, trắng trẻo, đẹp trai. Trời ơi, hình đông quá vậy. Cô gái này cao khoảng chừng 1m55-56 gì đó. Tôi nói đại đó, tự đoán đi, kiếm cổ đi. Người nhon nhon, mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, gọn gọn. Ừ, trúng ý rồi, trúng style rồi. Kiếm ra ảnh chưa? Em nghĩ là đây. Tại sao chọn anh đó? Thì chị nói trắng trắng. Cao 1m63 thôi nha, ông này là phải 1m73. Vậy thì anh này à, anh này thì... Lý do sao chọn anh đó? Gần thấp nhất rồi đó. Trời ơi, cô phải chọn theo cảm xúc của trái tim. Rồi bên đây. Bạn này chị. Tại sao chọn bạn đó? Cô này phải không? Dạ. Rồi để lát mở ra đi rồi hỏi cổ đúng không? Chứ hình nhỏ nhỏ quá chị, mắt yếu lắm. Dạ. Chị nhìn không thấy. Mở cửa trái tim. Các bạn hãy xem cái cảm nhận đầu tiên của mình hôm nay dành cho đối phương là đúng hay sai nha. Xin mời các bạn. Chào em. Đúng rồi. Đúng không em? Nãy chọn anh kia là trật đót lót rồi. Chọn 3 lần mới trúng. Đâu, chọn 2 lần cái nhiều. Lần anh này không trúng qua anh này thôi. Anh này là 1 rồi, đúng rồi. Chắc em đúng chị. Đúng không? Chị nghĩ chắc cũng đúng à. Phải cô đó không? Đúng rồi không em? Đúng. Ủa nhìn không giống à? Thế hơi giống này. Cái cảm nhận đầu tiên nãy mình đoán xong rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn như thế nào? Trước khi cảm nhận thì cho em tặng quà cho anh. Rồi, tặng đi. Buổi tối năm nay anh sẽ tặng cho em bộ hoa. Xin cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh có đọc sách không ạ? Có, mình thi thoảng thôi, anh cảm ơn. Em tặng anh quyển sách này, hy vọng anh đọc nha. Ừ, đọc nha, chứ không phải về xong rồi quăng luôn đâu nha. Em mất buồn buồn yêu nhau, cái người ta hỏi cuốn sách nó nói gì, cái không nói rồi người ta giận đó. Về cái tựa đề của nó thì là bình thản yêu trong thế giới hỗn loạn. Thì mình nói chung tình yêu thì nó sẽ đến một cái cũng ngẫu nhiên và mình tùy duyên. Yêu trong lúc mà thời thế nó hỗn loạn nghe cưng nha. Bình yên đi nghe cưng nha. Thì em nhìn thấy bạn này cũng xinh, dễ thương. Cảm ơn. Thì cũng chắc là cũng cái mẫu người em đang tìm. Ốm ốm sương sương phải không? Dạ, sương sương giờ nó thương. Sao bên này? Em nói chung cũng cũng hơi đúng gu. Đúng quá, chứ còn hơi gì nữa, thiệt tình luôn, còn mình đặt mất cỡ nữa. Rồi nói đùa thôi, bây giờ á chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một ít thời gian. Yeah. Chương trình mình là hẹn ăn trưa nên bây giờ mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Cái Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là khao ọp, có nghĩa là cơm chiên trái thơm. Món ăn này được kết hợp từ nguyên liệu như là trái thơm nè, hành tây nè, heo xông khói nè, lạp xưởng, chà bông nè và hạt điều, và kết hợp với các gia vị Thái đặc biệt như là nước mắm mực, bột cà ri, tạo cho món cơm chiên của mình một cái hương vị rất đặc biệt, rất khác lạ và mang nét đặc trưng của Thái Lan. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món cơm chiên nha. Dạ. Rồi nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời em Dục. Dạ đúng rồi. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ đúng rồi. Em ở Gò Vấp nhưng làm Bình Dương. Anh làm bên quận 2 này này. Còn nhà thì ở thì bên quận 9. Quận Đức 2 mình qua, quận 2 qua Gò Vấp hơi xa. Không, chạy Phạm Văn Đồng lên là tới rồi. Em thấy chạy mười mấy cây lắm. Nhớ mời em. Để em ăn đi. Thế quan điểm của tình yêu của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ thì cần người chia sẻ là nhiều hơn. Vì thứ nhất về công việc này nhiều áp lực hơn. Rồi thời gian cho gia đình cũng có thể là hơi không, nói chung là không có giống như những bạn hành chính. Anh hiểu, cái công việc đó anh không hiểu. Thì anh thì cũng
là nhận xét là cũng một người là có thể là chia sẻ được công việc nhà là anh có thể làm được. Thế còn quan điểm tình yêu anh là phải chân thành và chia sẻ cho nhau, cái gì mình chia sẻ nhau thì dễ hiểu hơn. Anh có nóng tính không? Anh không có nóng tính. Anh ở quê được, giờ hiện tại mình làm trong ngày ổn định đúng không? Ừ, đúng rồi. Ví dụ lập gia đình mình có về quê không? Không, anh thì làm cái này ở đây luôn. Thì anh chuyển hộ khẩu trong này rồi. Là ý là mình xác định ở đây? Xác định trong này luôn. Nếu mà hẹn mình tin tức được với nhau á, thì khoảng bao lâu em mới lập gia đình? Nếu em xác định á, thì khoảng tầm 5 đến 2 năm, 2 năm rồi. Bây giờ đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đôi khi lấy chồng về vẫn đi học bình thường thôi, gì đâu. Thì chồng về chồng lo. Nhưng mà quan trọng có tạo điều kiện không ấy? Có gì đâu, điều kiện được. Một khi đã xác định rồi thì người ta nói là 9 bữa là 10 mà. Đúng không? Thì có điều kiện thì cứ học thôi. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung vì do hiện tại mình cũng nghĩ là 1-2 năm nữa thì đến lúc đó học cũng sắp xong rồi. Nên cũng cố gắng. Sao cơm chiên Thái Lan ngon không? Ăn được chị ạ. Được ha. Ăn ngon là một chuyện mà nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi chị. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. À đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Lấy vợ về có cho vợ đi làm không? Ủa có chứ chị. Mấy mốt vợ vẫn đi làm mà vẫn dạ. đi đêm vậy đó. Thì công việc của vợ thì phải chịu thôi chứ. Nếu như mà tại vì cái nghề của bệnh viện là cũng thật sự là nghề rất cao quý. Thì làm đêm thì nói chung làm nguyên đêm. Làm nguyên đêm luôn. Bữa nào anh nhớ quá rồi anh đem gối tới bệnh viện ngủ chung luôn được không? Trọng qua được là mấy lớp bảo vệ là được ạ. Còn lại em thì hôn nhân thôi. Vậy ly cà phê xong chị. Ly cà phê xong chứ gì, dễ vợ mà đúng không? Bồ bịch thì nó sợ có gì ghen tuông tâm cho vô chứ vợ ta cho vô. Mỗi bạn sẽ bóc một lá bài ha. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Chương trình đưa ra chứ không phải chị Tường đưa ra nha. Mình thực hiện những yêu cầu trong này để cho nó vui, để cho các bạn có cơ hội tiếp cận với nhau hoặc là hiểu nhau nhiều hơn. Rồi ưu tiên bạn gái trước. Đọc lớn lên. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Em nghĩ là Candy ạ. Là Candy. Là kẹo gì? Ngọt à? Kẹo ngọt rồi, nói với anh đi. Candy. Đi sao? Nói sao chứ? Trời ơi, nhìn ảnh đi, nhìn tôi làm chi thôi, tôi quay chỗ khác, tôi đi chỗ khác nè. Chào anh Candy. Trời ơi, cái đó phải chào, người ta là gọi tình cảm, có nghĩa là hai người đã thương nhau rồi, đã yêu nhau rồi, đúng không? Đặt tên ta biệt danh, bây giờ gọi người ta, ví dụ như anh ơi, gì đó, thí dụ kiểu vậy đó. Chứ không phải là chào anh gì, nãy giờ chào gì nữa. Làm lại đi. Trời ơi, khó à. Nhìn vô người ta đàng hoàng, nhìn ảnh. Hai anh. Cái gì hai Candy? Candy của em. Trời ơi, Candy của em. Chị bên đây người ta gọi bên đây cười, mắc cỡ gì nữa. Rồi tới em. Cười là vui. Vui không? Vui. Candy của em, nhớ nha. Mốt của em khác mà mệt lắm ạ. Đọc lớn lên coi. Bạn nam hát, bạn nữ, múa minh họa hoặc ngược lại. Thôi để em hát. Em hát? Dạ. Rồi em hát bài gì? Một con vịt đi ha. Trời ơi, rồi ra đây xin mời em ra sân khấu, này là của em. Biết bài một con vịt không? Chắc biết chứ. Rồi đứng hỗ trợ ảnh đi, em đứng hát bên đó, rồi ảnh múa bên này. Một con vịt sẽ ra hai cây canh. Ủa, cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Lại con vịt gì kỳ vậy? 2, 3. Một con vịt sẽ ra hai cây canh. Nó kêu là quá quá quá. Gặp hồ nước nó bị bà bị bong. Lúc lên bờ thấy cái canh cho khô. Thấy cái canh cho khô. Trời ơi, ông làm chán quá à. Tao không bơi đồ, phải bơi đồ. Có được có cái cọp cọp là chứ không được gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ hỏi hai bạn một lần nữa nè. Bây giờ còn những cái chuyện gì mà mình nãy giờ mình chứ, ví dụ như là, ví dụ sau này kết hôn với nhau thì quan điểm của em là kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc là vợ chị ạ. Tại vì nữ thì cái gì chi tiêu hợp lý hơn là nam nhiều. Ừ. Có khi nào vũ phu không? Dạ không, em không thích, khẩu ghét nhất những người đánh phụ nữ. Ví dụ như lúc mà em giận hay là có gì đó bất đồng trong gia đình thì em muốn cách giải quyết như thế nào? Dạ, em nếu mà bất đồng quan điểm hay gì thì em nghĩ là cũng cho thời gian suy nghĩ xong rồi sẽ nói với nhau chứ không có im lặng. Nhưng mà cuối cùng rồi một cái vấn đề đó nó vẫn bất đồng quan điểm thì cuối cùng ai sẽ là người quyết định? Nếu mà tới mức mà khó, tức là khó giải quyết thì cần một người nào đó mà mình tin tưởng trong gia đình
người đó sẽ là người đứng ra mình giải quyết. Có nghĩa là mình nếu hai đứa không giải quyết được thì mình sẽ tìm một người thứ ba, một cái người nào đó mà có uy tín giữa hai bạn, đúng không? Ví dụ là ba mẹ, anh chị bạn, hoặc là cũng có thể bạn bè mà người mà mình có thể tin tưởng được. Đó cũng là một cách giải quyết rất hay. Thế em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Em nghĩ chắc là nam quyết định. Lý do tại sao em nghĩ vậy? Tại vì người chồng thì có sự quyết đoán nó vẫn tốt hơn là đấy. Còn nếu như không thì là mình người chồng sẽ là hỏi ý kiến của vợ rồi tham khảo rồi đó sau đó quyết định sau cũng được. Nhưng mà tốt nhất là có một cái việc gì đó chẳng như mình hỏi là vợ ơi cái như này này kia rồi sau đó mình quyết định. Vậy là hỏi cho có lệ thôi. Có không ý là tham khảo chẳng như có được có nên hay không á. Rồi mà vợ nói không thì cũng kệ vợ vẫn làm. Không thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Để lý do tại sao? Rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ý kiến của vợ. Tự nhiên vợ nói cũng như không, mình vẫn quyết định rồi thì hỏi làm gì? Em nói là tham khảo ý kiến. Tham khảo, nhưng mà nếu vợ nói đúng thì vẫn theo ý kiến của vợ. Rồi, dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó là thời gian tìm hiểu, nói chuyện nãy giờ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng nhau qua trái tim này ha. Và bây giờ chị cho các bạn 30 giây nữa thôi, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Rồi cuối cùng mỗi người sẽ nói một câu nữa về đối phương. Bây giờ mình đang nghĩ gì? Cảm xúc của mình như thế nào? Hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào trước khi chúng ta quyết định là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Rồi mời hai bạn hãy nhìn nhau đi. Để mới chứ. Đây là một cái duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Nếu như được thì mình là tiến tới xa hơn. Còn không thì là bạn. Nếu như được mà không có cái vé thứ hai. Còn nếu như không thì có thì như là... Anh hy vọng chắc là chắn là được. Em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng tự tìm hiểu và tạo cơ hội cho nhau nhiều để có thể chia sẻ được. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý trở thành bạn trai bạn gái với nhau, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Còn cái chuyện tiến xa được bao nhiêu là do cái sự vun đắp của hai bạn. Nhưng mà khi đã bấm nút là chúng ta quyết định là chúng ta tìm hiểu nhau, chứ không phải đây là cái nút bấm mà để mà làm bạn hay nói chuyện hay uống ly cà phê rồi thôi rồi giải tán, là không phải. Cho nên mình suy nghĩ thật kỹ, lúc này có rất là nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm là mình trao đi cái duyên rồi mất duyên, hiểu không? Nếu mình thích, rung động, rõ ràng mình thấy là cái anh này hay là cái cô này đúng là cái mẫu người mình thích nè, có thể có tiềm năng tiến tới xa được thì mình mới bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy không, người này không phải cái người tôi mong muốn, thì chúng ta không cần vì lịch sự, không cần vì bất cứ một điều gì hết. Mình chỉ bấm bằng trái tim của mình, bằng lý trí, bằng suy nghĩ của mình thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm á, nhắm mắt lại. 1 2 3 Có bấm không vậy? Được rồi. Bấm rồi sao nó không xong vậy? Ủa vậy bên này sao bấm không vô vậy? Để bên này. Có bấm không vậy? Có chứ. Có hả? Dạ. Sao nó không cháy đèn? Do điện. Do điện? Dạ. Chắc bị chập điện quá. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và chị Tường sẽ hy vọng rằng hai bạn sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn để có thể sớm đưa ra quyết định về chung một nhà. Và để kỷ niệm cho ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Không, hôn má. Có xem chương trình hẹn chưa chưa? Trời ơi, mắc cỡ e thẹn nữa. Đây là... Cảm ơn mình ha. Vợ em là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1994, quê ở thành phố Thanh Hóa. Công việc em là đang lái xe. 1994. Em đang sống ở đâu Cường? Em sống ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mà lái xe gì em? Lái xe con, xe cho sếp. Lái xe cho sếp. Rồi, ở thành phố Thanh Hóa luôn. Vâng. Rồi, ok. Cường có điểm mạnh, điểm yếu gì em ha? Em thì mạnh thì yếu thì trung bình, không có gì mạnh yếu cả. Không, tức là bản thân mình tự tin về những cái điểm gì của mình, còn những cái điểm gì là mình cảm thấy mình chưa tự tin về nó thôi. Chứ không phải là mạnh yếu là so với người khác. Chưa tự tin là hơi nhút nhát à? Hay nhút nhát. Gặp bạn gái rất là hay thẹn. Hay thẹn khi gặp bạn gái. Vâng. Ừ. Gì nữa? Thì mạnh thì hòa đồng, dễ tính. Có văn nghệ hát hò gì không? Dạ. Có văn nghệ hát hò gì không em? Em không biết hát hò gì đâu. Ừ. Không có tài lệ gì đặc biệt luôn hả? Vâng, không có tài gì đặc biệt đâu. Ừ. Rồi, về tình trường của em thì sao? Em có bao nhiêu mối tình rồi?
Em có 2-3 mối tình. 2-3 mối tình. Mỗi một mối tình của em kéo dài bao lâu, em chia sẻ cho chương trình được biết được không? 6 tháng đến 1 năm. Ừ. 6 tháng đến 1 năm. Cụ thể là những cái mối tình đó của em á, là lý do chia tay là cái gì, nó có cái lý do cụ thể không? Dạ, bình thường đang yêu là tự nhiên người ta chia tay bình thường, em sẽ không hiểu. Đang yêu mà tự dưng chia tay mà không biết lý do vì sao? Và em không hiểu. Có khi nào mà người ta muốn mua, em mua tặng người ta cái này mà em không tặng, hoặc là tới ngày lễ của các bạn sinh nhật rồi kỷ niệm ngày cưới các thứ, à quên, sau khi kỷ niệm ngày tình yêu các thứ mà em không nhớ, thì là người ta giận không? Không gì ạ. Ừ. Rồi. Vậy là được bao nhiêu mối tình 5 tháng đến 1 năm? 2 mối tình 6 tháng và 1 mối tình 1 năm. Ừ. Độc thân bao nhiêu lâu rồi em? Bao nhiêu lâu rồi ạ? Từ lúc chia tay đến giờ ạ? Ừ. 2 năm rồi. Ấy bao nhiêu lâu rồi đó? Ấy 2 năm rồi. Ấy 2 năm rồi. Rồi 2 năm vừa rồi là mình là do bận đi làm, do chưa tìm được người phù hợp, hay là do cái sự nhút nhát của mình với lại khi tiếp xúc với các bạn gái mà vẫn còn độc thân? Do mình nhút nhát với lại đi bận đi làm, không có thời gian. Ừ. Bận đi làm, lái xe cho sếp thì cũng có thời gian đấy chứ, đâu có phải là làm xuyên đêm sáng tối đâu. Mình đi nhiều mà chị, thì có hay đi tỉnh nhiều, đi công tác. Mình thỏa đi tỉnh, mà công ty của em là về gì? Thì em là công ty bên làm công ty keo, người Trung keo Quốc. Keo hả? À, là chỉ lái xe chở sếp đi làm thôi, sáng đi đón sếp xong rồi sếp đi đâu thì chở sếp đi công tác và chở sếp đi. Vâng đúng. À rồi, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào vậy Cường? Mẫu người cũng đơn giản, dễ tính, ngoan, em không cần nhiều. Này, ngoan như thế nào đối với em là ngoan nè? Cái này cũng hơi khó tả, mình cũng chả biết được người ta ngoan theo kiểu gì. Nên thì bây giờ em đang mong muốn là các bạn ngoan là ngoan theo kiểu gì ấy? Nhìn hiền, bề ngoài hiền lành như chị ạ. Mình có hiểu ăn chơi quá. Là bề ngoài hiền, bề ngoài nhìn hiền lành nhưng mà bên trong ăn chơi thì sao? Cái đó thì mình chắc là về mới biết, nên là bình thường chắc không biết được. Là em không thích những bạn nữ ăn chơi hay làm sao? Dạ. Không thích những bạn ăn chơi hả? Vâng. Cao thấp mập ốm sao em? Đừng ốm mập quá được. Em cao mét bao nhiêu? Em mét 64 gì ạ? Em mét 64 hả? Vâng. Rồi bạn gái cao khoảng bao nhiêu thì được? 57, 58 thì được rồi chị ạ. Ừ. Rồi. Ok. Ok, cảm ơn Cường ha. Hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược á. Thì là có gì thì chương trình sẽ liên hệ với em nếu có người phù hợp với em và có các lịch ghi hình phù hợp nha. Nếu mà em phù hợp với các tiêu chí của chương trình nữa. Với lại chương trình bên chị á là chỉ có ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì em có thể sắp xếp để vào đây em ghi hình được hay không? Với báo được trước em bao nhiêu lâu thì được? Trước em 3 hôm thì được chị ạ. Ừ, báo trước 3 ngày thì được hả? Trời ơi, sếp dễ tính thế, cho nghỉ liền luôn hả? Dạ. Và báo cáo là sếp cho nghỉ phép liền luôn hả? Vâng, em báo là sếp cho nghỉ. Rồi, ok Cường ha. Vậy thì có gì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em, chào em. Vâng. Chương trình thôi, nên là em chủ động em chia sẻ về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc quê quán nha. Dạ. Rồi, em giới thiệu đi, họ tên đầy đủ của em là gì? Đó, rồi, okay. Này Quân ơi, em giới thiệu về bản thân đi. Chào mọi người, mình tên Nguyễn Tăng Quân, với Thanh Hóa, đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Mình việc làm bếp. Em sinh năm bao nhiêu vậy Quân? Dạ, em sinh 1995. Em sinh năm bao nhiêu? 1995, quê Thanh Hóa. Đúng không? Đang làm bếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Là em làm cụ thể là làm gì trong bếp? Làm cháo đi. Hả? Làm nướng đi. Nướng hả?
Là quán nhậu hả? Dạ. Rồi em làm công việc này lâu chưa? Làm lâu gì? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nhỉ? Mạnh em thì người khách khá hòa đồng, rồi em nhiều cái em không nói ra người, nhiều cái vấn đề không muốn nói ra. Nhiều cái vấn đề không muốn nói ra là sao? À, thế mạnh à, từ từ nào. Thế mạnh mạnh của em thì giao tiếp ok, anh em thoải mái, nếu em là hơi chậm với người ta một chút, Hơi chậm là hơi chậm sao nào? hơi chậm về cách giao tiếp ở kia. Tôi muốn giao tiếp. Rồi, về tình trường của em thì sao Quân? Dạ. Chào ạ. Cái tình trường của em á. Tình trường em thì chắc có hai thôi, nhưng mà hai thì người ta đi thì mình cứ đi thôi ạ. À. Em cũng không có yêu là ai cả. Rồi, em ok, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Đơn giản thôi à, bình thường thôi, không có cầu kỳ đâu. Đơn Em giản bình thường là sao? tầm 95 lại thôi, chứ 96-97 em không hợp. Nói chuyện em hơi già một chút với mọi người. Em tính em hơi cáu một chút, nhiều lúc không hợp ý em hơi cáu một chút, tính em hơi nóng tính. Ok, rồi tuổi tác rồi, quê quán các bạn gái thì sao? Quá gần miền Trung càng tốt, vì em là người có gia đình, mình hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi ok, rồi cảm ơn Quân ha, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Có thông tin phù hợp, có người phù hợp và nếu em phù hợp với chương trình thì chương trình sẽ chủ động liên hệ lại với em ha. Rồi, cảm ơn chương trình. Ok, cảm ơn em. Giờ rồi đây là một buổi casting bằng Nguyễn Hiền Hò để coi là các anh nói chuyện như thế nào ha. Giờ anh giới thiệu giúp em về họ, tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Tên là Nguyễn Hiền Hò, nghề nghiệp là công nhân, quê quán Sóc Trăng. Rồi anh sinh năm bao nhiêu? 1985. Anh hiện tại là anh đang sống ở Sóc Trăng hả? Quê Sóc Trăng, giờ đang ở Đồng Nai, đang làm ở Đồng Nai. Đang làm Đồng Nai thì mình sẽ là ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh, là anh chạy lên được không ta? Là sao đây? Mình sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là anh có tiện sắp xếp lên ghi hình được ha? Dạ, bữa nào chị? À, khi mà được lựa chọn qua phòng casting cái đã, rồi ha chị? Dạ. Rồi bây giờ anh nói sơ giúp em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em có không gành vụ đó nữa. Không cần vụ đó là sao? Ý là không gành sơ điểm như điểm là sao, ý là em nhận thức anh mà, hiểu được chưa? Tính cách của anh á. Ví dụ như là anh là thẳng thắn trung thực, không lừa dối này kia. Là có sao nói này á, có sao nói vậy á. Không lừa dối rồi gì nữa nè. Mình ở nhà mình là người đàn ông như thế nào? Đàn ông là bình thường, giản dị thôi. Phải là người đàn ông của gia đình không? Ý em mà mình biết nấu ăn hay chăm sóc người khác thế nào không? Cái đó là biết hết luôn á, đó chuyện đến lúc là anh gành hết luôn á. Rồi hiện tại anh điểm mặt, điểm yếu của anh là sao? Điểm yếu ví dụ như là vậy rồi. Điểm yếu là nói chuyện gái dở lắm, không biết nói gì đâu, giọng gái không nói gì. Chưa có gì khóc nha. Không biết tám mạnh như là hòa đồng mà tất cả mọi người hết, và không nảy kia gì hết. Rồi có uống hút thuốc rượu bia cờ không, và tứ đổ tục không, cái đó em không có em ơi, cái đó là không, giờ không có đâu, không có. Rồi hiện tại là anh ở Đồng Nai, là anh đang sống dài
cha với anh. Anh đang sống với ba hả? Dạ, ba với anh. Rồi. Làm á là công ty á. Nhà cửa mình đã ổn định chưa ta? Chưa, ở dưới quê, nhà dưới quê giờ nghèo quá, đây làm công ty nè em. Mời không ai thương á mới đăng ký trên đây đó. Cái trời này nghèo quá. Mức thu nhập tại bao nhiêu? Mới đăng ký trên đây nè. Mức thu nhập hiện tại của anh là bao nhiêu? Con nuôi con ca được 70 mấy một tháng. Con ca 7 giờ, 7 tối á, 70 mấy, 8 triệu. Triệu bảo hiểm rồi á. Ồ, rồi. Vậy thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chưa có tình nào chứ. Lý do tại sao? Thế nãy em nói là mình gia đình đang khó khăn, gái vợ nó không thích á, muốn có tiền mới được, mua tiền qua túi tiền qua chở đi này đi kia này kia rồi đó, mình không có tiền làm sao nó không thích mình được. Ủa ví dụ như chờ anh quen những người mà với mức thu nhập bằng bằng với anh thì ok, chứ có những người mà ok đó là ok rồi. Ví dụ như công nhân rồi này nọ là anh ok đúng không? Dạ, tao không được chưa? Rồi, có nghĩa là tại sao mình không gặp được công nhân giống mình đó em. Còn em với cao còn chi, những cái người người ta yêu cầu tiền nhiều em không có. Dễ gì với cao, tại người ta cho mình nghèo, tao không thương thôi. Có nghĩa là những người mà bằng em người ta cũng chê em nghèo luôn, đúng không? Đúng rồi, đúng. Rồi ví dụ như bình thường á, anh đi tán tỉnh hẹn hò người ta thì người ta đòi hỏi về cái gì? Có tán tao ấy là gặp thấy mình nghèo chứ ăn cũng tán luôn tay nhờ. Ý là nó không thấy mình, nó không thích mình, nó nghèo quá, nó không thích mình á. Ủa nhưng mà anh chưa có, ví dụ anh chưa có mở lời hay là gì với người ta mà? Cái nhắn tin chơi vậy đó, là nói mình nghèo là ta chơi bye bye rồi. Chưa gì nó nói, tự nhiên chưa gì tán tỉnh người ta cái gì nói ê tôi nghèo quá hả? Nó thật chứ, có sao nó vậy chứ. Mốt mình nói nó mình giàu có đã, mốt rồi gặp cái nó mình nghèo cái nó ghét mình hơn nữa. Mình có sao nó vậy thôi. Nếu được thì mình nạp, mình quen, không được thôi sao vậy? Rồi. Vậy bây giờ cái mong muốn bạn nữ á, cái mong muốn bạn gái của anh hiện tại bây giờ bao nhiêu, như thế nào nè, về tuổi tác đi và ngoại hình. Bình thường thôi em ơi, đâu quan trọng đâu em. Quan trọng là hai đứa mình thương nhau hết cuộc đời là được rồi. Cái đó chỉ là ở ngoài thôi, quan trọng là tâm hồn kìa. Ok, vậy ví dụ vậy một cô đã 80 kg anh ok ha. Còn bình thường thôi, cỡ 6 mấy ký cho là được rồi. Vì sao nãy kêu qua không quan trọng ngoại hình chứ không? Ấy là bình thường là ý là nói là không có ấy á. Không phải là ấy đâu. Nghĩa là anh vẫn lựa chọn một người và có ngoại hình đúng không? Không, bình thường thôi, tức là không được mập quá được rồi. Trung bình được rồi. Ví dụ như cô ấy cổ khoảng mập mập đi 60-70 kg đi, nhưng mà cô ấy chấp nhận anh cái vừa dụ nghèo nè, cô ấy quan tâm anh nè. Thế cũng được, ok. Đi gặp mới biết được chứ. Đi gặp có duyên gặp họp mới được chứ, xem biết được. Mập mà chịu khó quen anh, quen cái nghèo của anh ha. Dạ ok. Rồi. Rồi. Có mét năm mấy à, 58 à. Anh cho mét 56 hả? Hả? Năm sáu, năm tám à. Gì bay lên từ 56, 3 đến 58 như vậy? Mình chốt một cái cao đó thôi. Đấy là cỡ chiều cao cái đó thôi. Đấy là không chính xác, mình đoán cái đó đó. Đo lâu quá rồi. Rồi, về tuổi tác thì cô ấy bằng tuổi anh hoặc là lớn hơn anh 2 tuổi hay như thế nào không? Cũng được ok. Lớn tuổi hơn được đúng không? Dạ. Lớn tuổi khoảng bao nhiêu tuổi là vừa với anh? 1 tuổi hoặc 2 tuổi được rồi. 2 tuổi. Rồi. Cô ấy đã từng kết hôn và lập single mom được không? Là sao em hiểu? Cô ấy đã từng ly dị và có con được không? Cũng bình thường thôi. Sao đâu? Là anh chấp nhận cô ấy đã từng ly dị và có con đúng không? Có. Mà vợ phân biệt chỗ đó đâu em. Hồi xưa cũng phân biệt chứ có con vợ phân biệt. Rồi ok.
Cô ấy ở quê quán của ấy ở đâu thì được vừa với anh à? Cô ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là như thế nào? Chỗ nào cũng được, quan trọng là gặp mặt hết vậy. Rồi, ok. Rồi. Trời ơi, quan trọng là mặt thôi. Rồi. Mình có tài lẻ gì không anh? Dạ. Mình có tài lẻ gì không? Tài lẻ là gì? Không. Chỉ là con nhau mà có tài lẻ gì em? Hại ca hát hay gì chẳng lẽ không có? Ca dở lắm, hồi xưa anh phát ca cỏ nhưng mà dở lắm, giờ ca dở lắm rồi. No ca đâu. Rồi ok. Ca. Nhưng mà ca dở, giờ ca dở lắm. Rồi. Bẻ tiếng. Thì đây là một buổi casting bản quyền hò thôi. Thì có gì sẽ gọi điện lại cho anh ha. Dạ, khi nào điện em? Anh cho biết á. Khi nào em sẽ lựa được một người phù hợp với anh, chắc cũng sớm thôi ạ. Dạ. Anh cho anh biết trước là sắp xếp á, hiểu không? Mình là công ty mà, sắp xếp trước mới nghỉ được. Tới cặn quá nghĩ không được á. Dạ rồi. Dạ đang làm đó. Hỏi giờ đã điện mới bỏ chạy ra. Dạ rồi ok. Dạ xong cho em.